Chào các em, chúng ta tiếp tục giải volum bích của khối lớp 10 nick số 2. Volum bích khối lớp 6 vòng 10 ha. Đây là vòng thi cấp trường mà đã diễn ra cách đây 2 ngày rồi ha. Giờ thầy sẽ giải lại, thầy đưa lên để các em rút kinh nghiệm. Những em mà có đậu được rồi thì các em chuẩn bị thi vòng huyện ha. Và trước khi thầy vào thì thầy cũng nhắc các em luôn là hiện nay do cái số lượng học sinh càng ngày càng tăng lên của cái kênh của thầy rất là đông, cho nên một số người họ không thích, họ sinh lòng ghét gì đó thầy không biết, mà họ đã vu khống thầy là cái kênh của thầy là đưa những cái video là đánh cắp bản quyền. Nhưng mà các em biết rồi, những cái video này thầy tự tạo ra, thầy đưa lên chứ ăn cắp bản quyền của ai đâu ha. Mà YouTube là họ tạm ngưng mấy cái video đó lại để họ xác minh. Và cái hiện tượng này thầy cũng bị hoài ha. Nhưng mà sau đó YouTube họ xác minh xong thì họ thấy thầy vô tội, họ lại trả lại ha. Nhưng mà nó cũng phiền. Thì để đề phòng cái kênh chính thức của thầy nó bị mất, bị tạm dừng để xác minh đó, giống như lần trước đó, thì các em vô cái kênh phụ của thầy, các em đăng ký sẵn đi các em nhé. Các em vào địa chỉ buonluonwordpress.com, các em lấy sổ tay ra ghi ngay đi. Ghi ngay đi, thôi sau này tìm thầy khó lắm. Nếu như cái kênh chính thức nó bị khóa rồi á. Đó, thì các em vô wordpress.com, rồi các em vô cái chỗ địa chỉ kênh dự phòng này nè, các em nhấp vô đây. Thì nó sẽ hiện ra cái kênh phụ của thầy. Các em đăng ký ngay cái kênh phụ này luôn đi. Đó, hiện tại thầy mới nói là có 12 bạn đăng ký rồi nè. Các em đăng ký vô thì sau này lỡ cái kênh chính thức nó bị khóa thì kênh phụ thầy sẽ gửi bài qua kênh phụ. Và các em có đăng ký rồi thì kênh phụ nó mới báo cho các em rằng thầy đang ở vị trí này và các em biết được thầy ở đâu. Chứ nó khóa cái kênh chính thức là kênh phụ này giờ khó tìm lắm. Nó giống như là một giọt nước ở trong đại dương internet này nè. Các em không đăng ký là hồi khó tìm lắm. Thầy nói trước nha, làm ngay đi. Làm ngay lập tức và đăng ký đi ha. Rồi. Ta giải bài thi đầu tiên. Mã số thi thì ở trường, mỗi trường có một mã số thi các em nhé. Đừng có mà đi xin mã số của thầy, không có được, không có xài được. Mỗi trường có một mã số riêng ở trường các thầy cô các em á. Mà cấp trường ta thi xong hết rồi. Rồi bắt đầu làm bài. 12 con giáp. Con dê, phần tử lớn nhất của tập hợp này. Thì cái này em nào học V62 rồi thì bài toán này giải dễ như bỡn em ha. Các em sẽ có gì? Coi cái giá trừ 17 chữ x này như là một số thôi. Thì trừ 17 chữ x đó, nó phải là số mấy để khi tính giá trị tuyệt đối nó ra 7. Nó sẽ là 7 hoặc là âm 7. Giá trị tuyệt đối của 7 sẽ bằng 7 mà giá trị tuyệt đối âm 7 cũng bằng 7. Như vậy là cái này là có hai trường hợp, một là bằng 7, hai là bằng -7 các em nhé. Rồi từ đây các em dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy ở trong khóa học V61 á, các em sẽ tìm được x liền ha. Còn không các em cứ giải bằng tay nó sẽ hơi cực. Bài thứ nhất, x sẽ bằng -17 -7 là bằng -24. Bài ở dưới là bằng -17 cộng 7 là bằng -10. Đúng không? Ở trong hai số -24 và -10 số nào lớn hơn thì đó là số -10 ha. -10. Phần tử lớn nhất của tập hợp các số x thỏa, tức là kết quả x nào lớn hơn thì lấy. Con hổ. Cái này kem bấm máy cho nó nhanh. 50 -3 mũ 3 cộng cho -12. 11 nha. Con ngựa, số dư khi chia cái này cho 10. Đây là một cái bài tập ở trong khóa học V62 ha. Giờ các em để ý nè, cứ 4 số 7 thì sẽ tạo thành một số có đuôi bằng 1, đúng không? 4 số 7 thì tạo thành một số có đuôi bằng 1. Chỉ gì nữa, bao nhiêu thằng biết mà đuôi bằng 1 này. 7749, 49 nhân 49 là cái đuôi ra 1. Rồi tiếp tục, các em để ý cho thầy là 7 mũ 101 á, 7 mũ 101 á thì nó sẽ bằng 7 mũ 100. Rồi nhân thêm số 7 lẻ nữa.
mà 7 mũ 100 á là thầy chia thành từng bộ 4 số 7. 7 mũ 100 á là 100 số 7 nhân nhau thì thầy chia thành 25 bộ. Mỗi bộ có 4 số 7 đúng không? Đó. Còn cái số 7 lẻ loi ở ngoài á thì thầy ghi lại thôi, chờ đợi thôi. Và tới đây các em thấy là 4 số 7 nhân nhau thì thành một số có đuôi bằng 1. Một số có đuôi bằng 1 mũ 25 lên thì nó cũng bằng một số có đuôi bằng 1 thôi. Số có đuôi bằng 1 mũ bao nhiêu cũng ra 1 hết. Một số có đuôi bằng 1 nhân cho 7 thì sẽ bằng một số có đuôi bằng 7. Một số có tận cùng bằng 7 thì khi chia cho 10 thì số dư sẽ bằng 7. Con rắn dễ thương quá. Tìm số nguyên x sao cho 2 mũ 5 trừ x là số nguyên âm lớn nhất có 3 chữ số. 2 mũ 5 trừ x là số nguyên âm lớn nhất có 3 chữ số. Số nguyên âm lớn nhất có 3 chữ số sẽ là âm 100. Số nguyên dương nhỏ nhất có 3 chữ số là 100 đúng không? Thì thêm dấu âm vô là thành lớn nhất. Rồi các em dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy ở trong V số 1 đi. 2 mũ 5 là 32 trừ x bằng trừ 100. Rồi giải. 132. Ngẫm nghĩ lại có đúng không? Số nguyên âm lớn nhất có 3 chữ số thì các em cứ tìm số nguyên dương lớn nhỏ nhất có 3 chữ số đó. Số nguyên dương nhỏ nhất có 3 chữ số là 100, gắn dấu trừ vô là lớn nhất. Âm 100. 32 trừ x bằng âm 100. Giờ x sẽ bằng 132 đúng rồi. Con khỉ. Vẽ hình đó thôi. Vẽ đoạn thẳng AB nè. M điểm nằm giữa. Y là trung điểm AM. K là trung điểm MB. Cho YK bằng 15. Thì AB sẽ gấp đôi 15. Vẽ hình ra sẽ thấy gấp đôi 15 là bằng 30. Tiếp tục cho đoạn AB bằng 10. Trên đoạn AB lấy C sao cho AC bằng 4. AB bằng 10, AC bằng 4 thì BC sẽ bằng 6. Gọi Y là trung điểm BC. Như vậy là AY sẽ bằng AC cộng CI, mà CI thì bằng 3 các em nhé. 6 chia đôi được 3. Vậy là AI sẽ bằng 7. Vẽ hình ra các em thấy liền ha. Thầy khỏi vẽ nha. Bài nào khó thì mới vẽ thôi. AB là 10 nè. AC bằng 4 nè. Như vậy BC là bằng 6. Y là trung điểm BC, lấy 6 chia đôi là được 3. AI thì bằng 4 cộng 3 thì bằng 7 ha. Con rồng. Bài này thầy giải ở nít 1 rồi, nhưng mà những người xấu họ vu khống thầy, cho nên là người ta đang xác minh cái video đó ha. Rồi những người đó sẽ bị khóa kinh thôi. Rồi. Cái gì mũ 2016 thì bằng 0? Chỉ có số 0 thôi. Vì cả cái giá tuyệt đối đó sẽ phải bằng 0 thì khi mũ 2016 lên mới bằng 0 được. Rồi các em coi hai cái mặt đơn nhân nhau ở trong là một số chưa biết. Giá trị tuyệt đối của số chưa biết đó bằng 0. Thế thì số chưa biết đó phải bằng 0. Chỉ có số 0 thì lúc tính trị đối mới ra 0 thôi. Rồi đây là bài toán cơ bản ở trong khóa học V62 các em nhé. Hai số nhân nhau bằng 0 thì mình suy ra hai bài toán con. X cộng 2 phải bằng 0. Hoặc nếu không á, thì x trừ 5 phải bằng 0. Nói chung trong hai số nhân nhau đó phải có một số bằng 0 thì lúc nhân lại nó mới ra 0 được. Bài toán con thứ nhất x sẽ bằng âm 2. Bài toán con thứ hai x sẽ bằng 5. Vậy ta có hai kết quả là âm 2 và 5. Rồi, ta trả lời luôn. Con chuột to hơn con heo. Cái này bấm máy thôi. 18 trừ cho giá trị tuyệt đối của âm 25, tức là trừ cho 25 đó mà. Cộng cho giá trị tuyệt đối của cái đó. Rồi các em cứ đề sao bấm vậy thôi nha. Bây giờ cái này ở trong khóa học V62 thầy đã luyện kỹ cái cách bấm máy rồi.
Bây giờ thầy luyện cho một số em chưa biết nè. Em nào muốn đăng ký học đó thì các em vô trang web buinnguyenluan.wordpress.com này. Đây là địa chỉ đây nè. Hoặc là các em lên Google, các em gõ Bùi Nguyên Luận là ra cái trang web này đầu tiên luôn các em nhé. Rồi các em vô đây, các em đăng ký, thích khóa nào đăng ký khóa đó. Muốn thi lớp 6 thì các em học hai khóa này là thì ok luôn ha. Rồi. Và nhiều thủ thuật hay lắm. Bây giờ thầy có cái bài toán này 18 trừ cho giá trị tuyệt đối của trừ 25 rồi cộng cho giá trị tuyệt đối của trừ 23 trừ cho 24 bằng 40 kia. Con gà với P là số nguyên tố lớn hơn 3 thì số dư của này khi chia cho 24 là bằng bao nhiêu? Thì các em thử thôi. Số nguyên tố P này trừ 1 nè. Và nhân cho số nguyên tố P nè cộng 1 nè. Các em dùng chức năng trong khóa học V61 các em thử, các em test cho nó nhanh. 2016 mũ 0 thực ra là 1 thôi. Rồi các em đem chia cho 24. Rồi, nhập x. Số nguyên tố lớn bài bắt đầu từ 5 này. Nhập 5 dư 1. Nhập 7 dư 1. Nhập 11 dư 1. Nhập 13 dư 1 luôn. Thì chắc chắn là số dư 1 rồi. Thử lại lần nữa coi. 3 4 8 số 5 chứ. 5 1 là 6. Số 4 24, 4 cộng 1 đúng 1 luôn. Con heo chạy đâu? Có bao nhiêu số A chục B đơn vị thỏa mãn cái này là một số chính phương. Số chính phương. Bây giờ thầy giảng nhanh bài này bằng toán học ha. Có bao nhiêu số có dạng đó thỏa mãn số chính phương? A chục B đơn vị cộng cho B chục A đơn vị. Thực ra là bằng A chục B đơn vị tức là A nhân 10 là 10A. Cộng B đơn vị là cộng B. Rồi cộng B chục tức là 10 nhân B. Và cộng A đơn vị là cộng A. 10 lần A cộng 1 lần A đây là bằng 11A. 1 lần B cộng 10B là 11 lần B. Lấy 11 ra dùng chung. Ở trong là A cộng B. Tính chất phân phối đó các em. Theo đề á, thì nó là một số chính phương đúng không các em? Theo đề là một số chính phương. Tức là 11A cộng B nó sẽ là một số nào đó mũ 2 lên. Số chính phương là do một số tự nhiên mình mũ 2 lên. Giờ các em dùng chức năng giải hàng loạt thầy đã dạy trong V61, mà vì nó quan trọng cho nên ở V62 thầy cũng dạy lại một lần nữa và thầy nâng cao lên. Nâng cao lên. Nhắc lại một lần nữa và nâng cao lên. Giờ các em dùng chức năng đó đi. Bây giờ các em để ý A cộng B này thì nó sẽ thấp nhất là bằng bằng 1. A thấp nhất là 1, B thấp nhất là 1, vậy nó sẽ từ 2. Từ 2 cho tới cao nhất là 9 cộng 9 là 18. Vậy thôi. Giờ các em thử ha. Các em cho A cộng B chạy từ 2 tới 18 rồi nhân với 11 coi nó có phải là số chính phương hay không. Dùng chức năng ở trong cái bài giảng số 4 cuối cùng của V61 hoặc là ở trong cái bài giảng số 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 8 của V62. Rồi thầy có 11 nè. Nhân cho A cộng B. Rồi thầy cho A cộng B chạy từ 2 cho tới 18. Kiểm tra. Có A cộng B sẽ bằng 11. A cộng B bằng 11 thì nó ra số chính phương.
a cộng b bằng 11 ra số chính phương ha. Thì suy ra là a cộng b sẽ bằng 11. Bây giờ như vậy mình có những số nào mà cộng lại hai chữ số cộng lại bằng 11 ta? A phải bằng 1 nè. A bằng 1 là không được. 1 thì b bằng 10. Vậy đâu có chữ số 10. Vậy bắt đầu 2. 29 38 29 38 47 56 65 74 83 92 92 hết. Đúng không? 29 38 47 56 số 5 74 83 92. Thử lại coi. 29 cộng 92 đúng 121 là số chính phương. 38 cộng 83 đúng luôn. 47 cộng 74 đúng luôn. Rồi 56 cộng 65 đúng luôn hết. Rồi hết rồi các em. Có bao nhiêu số có dạng này thỏa mãn? Như vậy là có 1, 2, 8 số các em. 8 số hay là 4 số ta? Nếu tính nửa này là 4 số, tính hết. Tính hết là 8 số ha. Rồi đúng rồi. Bài thi số 1 đã xong. Bài thi số 2. Các em nhớ vào trang web của thầy Bùi Nguyên Luận wordpress.com. Trên này đó. Rồi vào cái trang đầu tiên, nhấp vô đây là nó sẽ qua cái kênh phụ của thầy. Và đăng ký ngay đi, chứ để lỡ kênh thầy nó, kênh chính của thầy nó trục trặc một cái thì là các em không thể tìm được cái kênh phụ của thầy. Giờ kênh phụ của thầy mới tạo cho nên nó giống như là giọt nước ở trong cái đại dương internet bao la này, kênh tìm không có ra đâu. Còn cái kênh hiện tại các em đang vô thì nó quá quá nhiều người đăng ký, nó nổi tiếng rồi, dễ tìm ha. Rồi cái trò này thì dễ, cái này 2000 mũ không thực ra là 1 á. 125 nhân 8 nhân 25 nhân 4 nhân 1 bằng 100.000 ra luôn. Lấy máy bấm lên. Giá trị của A biết. Họ đổi đề nhiều rồi các em. Họ đổi đề nhiều rồi. Giờ 101 coi thử phải xuân tố không? Dùng chức năng trong V61 để xác định. Nó là xuân tố các em. Như vậy xuân tố thì sao? Xuân tố thì không thể tách ra được nữa ha. Như vậy là số nguyên tố thì rồi. Thì chỉ có thể là bằng 1 nhân 101 hoặc là bằng 101 nhân cho 1 thôi, chứ không còn đường nào nữa. AB là các số tự nhiên thì A trừ B chắc chắn sẽ nhỏ hơn A cộng B thôi. Như vậy A trừ B phải bằng 1, còn A cộng B phải bằng 101. Cái này thì bỏ đi. Vậy các em để ý là A trừ B là bằng 1, còn A cộng B là bằng 101. Vậy đây là bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu đó. Tìm hai số biết tổng và hiệu. Tổng là 101, còn hiệu là 1. Vậy muốn tìm số lớn là A, các em lấy tổng cộng hiệu chia đôi. 101 cộng 1 chia đôi, A bằng 51. Còn B sẽ bằng tổng trừ hiệu chia đôi là 50. 101 trừ 1 chia đôi ha. Bây giờ các em thử lại coi. 51 trừ 50 là bằng 1. 51 cộng 50 là 101. Vậy A là bằng 51 ha. Đây, câu hỏi số 5. Số nguyên âm lớn nhất mà nhỏ hơn, nhỏ hơn âm 25. Nhỏ hơn âm 25 thì bắt đầu từ số mấy? Bắt đầu từ âm 26 là nhỏ hơn âm 25. Rồi âm 27, rồi âm 28, vân vân. Từ đó trở đi là nhỏ hơn âm 25. Thì trong những số mà thầy vừa ghi ra trên màn hình đó, số nào là lớn nhất?
Thì đó chính là số âm 26 chứ số nào, đúng không? Câu hỏi 4, hai chữ số tận cùng. Cái này ở khóa học V72 thầy luyện quá nhiễn rồi các em nha, không phải nói nhiều nữa. 4 số 2 giờ 2 mũ 13 là thầy tách ra thành 2 mũ 12 nhân cho 2 này. Còn 13 mũ 3 là thầy tách ra là thành 13 mũ 13 nhân cho 13 mũ 12 chứ, nhân cho 13. Rồi giờ các em để ý thầy giao hoán lại ha. Giao hoán lại. Nhân 2 này thầy đảo ra đây. 12 số 2 nhân nhau rồi lại có 12 số 13 nhân nhau. Vậy nó tạo thành 12 bộ. Mỗi bộ gồm một số 2 nhân với một số 3. Còn 13 nhân 2 thì để nguyên chờ đợi. 2 nhân 3 thì bằng 6, 6 mũ 12. Nhân cho 26. Giờ các em thấy 6 mũ bao nhiêu á thì cũng tạo ra cái đuôi bằng 6 thôi. 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 nhân bao nhiêu cũng ra đuôi bằng 6. Rồi lại nhân cho 26 nữa. Thì lại ra đuôi là bằng 6. Ồ, người ta bắt tìm hai chữ số tận cùng em ơi. Giờ các em phải tính ra luôn rồi. 6 mũ 2 thì bằng 36. Rồi 36 mũ 2 96. 36 mũ 4. Cẩn thận coi chừng sai các em nha. 6 mũ 12 nhân cho 26 là nó tràn. 6 mũ 12 là thành 36 mũ. Như vậy là 6 mũ 12 là 12 số 6 nhân nhau á, thì thầy chia thành từng bộ. Mỗi bộ 2 số 6 mà 6 bộ như vậy là có 12 số 6 rồi đó. Mình nhân 26 thì đứng đợi ha. Vậy nó sẽ thành 36 mũ, mũ 6 nhân 26. 36 mình nhân cho 36 thì đuôi là 96. 96 mũ 2 thì lại ra 16. Nó có quy luật hết nè. Rồi giờ thầy giảng dài cho các em dễ hiểu nè. 6 mũ 1, 6 mũ 2, 6 mũ 3 để tìm quy luật đó mà. 6 mũ 4, 6 mũ 5, 6 mũ 6. Giờ các em coi có quy luật gì ha. Các em dùng chức năng giải hàng loạt cũng được. Sáu nè, mũ hàng loạt đi, rồi cho nó chạy từ một tới tới 10 thôi coi. Rồi 6 mũ 1 á là đuôi nó ra 6. 6 mũ 2 là đuôi nó ra 36. 6 mũ 3 là đuôi nó ra 16. 6 mũ 4 á là đuôi nó ra 96. 6 mũ 5 nó ra 76. 6 mũ 6 ra 56. Ôi chà, không có quy luật gì hết trơn à. 6 mũ 7 là đuôi ra 36. 6 mũ 8 em coi đuôi ra mấy. 6 mũ 8 là đuôi ra 16. 6 mũ 9
6 mũ 9. Đuôi ra 9 6. Lặp lại nữa các em. 6 mũ 10. 6 mũ 10 là đuôi ra 7 6. Đuôi bằng 7 6 nha. Vậy các em thấy lặp lại nữa. Trên này là không có lặp lại, trên này là khác biệt ha. Còn bắt đầu từ đây nó lặp lại nè. 16 9 6 7 6. Thì dưới này 16 9 6 7 6 thấy chưa? Vậy nó bắt đầu lặp lại rồi đó. Nhìn cho kỹ ha. 16 9 6 7 6. Như vậy 6 mũ 10. Như vậy tôi đoán 6 mũ 11 cái đuôi nó sẽ ra bao nhiêu? 16 9 6 7 6 thì tới 56. Các em thử coi, ấn máy đi, 6 mũ 11. Đúng luôn, đuôi 56. Vậy 6 mũ 12. 6 mũ 12 sẽ bằng, nó ra cái đuôi là bằng 36 nè. 6 mũ 12 là đuôi ra 36. 19753. 19753. Rồi 6 mũ 12. Trở lại bài trên này. 6 mũ 12, cái vậy mình bỏ cái này đi, cái cuối mình khỏi làm nữa. Như vậy 6 mũ 12 đó là nó ra một số rất lớn mà có đuôi là bằng 36 các em nhé. Rồi đuôi là bằng 36 mà nhân với 26. Một số có đuôi bằng 36 nhân với 26. Thử đại đi, 2 4 5 36 nha, thử đại mà. Thì đuôi nó ra 36 các em. Đuôi là 36 nè. Rồi đuôi ra 36. Hai chữ số tận cùng là 30, 36. Ồ, vậy không ổn rồi. Coi chừng đây. Đây mới đúng được em. Ở đây đâu có 36 đâu, đúng không? Vậy mình sót chỗ nào? Mình sót chỗ nào vậy? 13. 13. 2 x 13 là bao nhiêu? Ồ, 2 x 13 mà thầy ghi 2 x 3, sai là đúng rồi. Trời đất ơi. Đúng không? Xin lỗi. Xin lỗi các em nha. Giờ nãy giờ kế hoạch dưới này phá sản hết rồi. Phá sản hết rồi. Rồi, như vậy mình chỉ chọn hai chữ số tận cùng thì không thể là cái này, không thể là cái này, không thể là này, không thể là này, không thể là này. Vậy là 7, 6 nha. Qua cho nhanh đi. Câu số 7, giá trị nhỏ nhất của cái này là sẽ bằng 4 em nhé. Cái giá trị bên này thấp nhất là bằng 0 rồi, còn này mãi mãi là bằng 4 rồi. Vậy nó bằng 4 ha. Tham gia V62 em sẽ hiểu ha. Câu hỏi số 6. Câu này hồi nãy mình còn làm câu khó hơn nữa mà. Giờ ta có hai bài toán con là x cộng 2 bằng 7 hoặc là x cộng 2 bằng -7. Hai số này khi tính giá trị đối đều ra 7. Vậy bài trên nó thì ra x bằng 5. Còn bài dưới thì ra x bằng -9. -9 cộng 2 bằng -7. Vậy ta lấy -9, người ta đòi số nguyên âm mà. Câu số 8. Giá trị lớn nhất sẽ bằng -21 nha. Rồi hãy tham gia khóa học V62 sẽ hiểu tại sao. Câu hỏi 2. Số nguyên lớn nhất nhỏ hơn -14. Nhỏ hơn -14 là bắt đầu từ -15, -16, -17. Và trong những số thầy vừa đọc thì -15 là lớn nhất. Câu hỏi số 9. Cái này cộng lại là bằng 100. 100 cộng -50 là bằng 50 ha. Các em đăng ký ngay cái kênh phụ của thầy đi các em. Thầy có cảm giác là cái kênh chính thức của thầy nó sắp ngưng lại để nó xác minh đó. Nó phải tốn cỡ cả tuần á nha. Lúc đó các em thi vòng trường ở vòng 11 hay là muốn lấy kinh nghiệm là các em không biết vào đâu, thì các em vào cái kênh phụ của thầy đăng ký ngay đi ha. Bài thi số 3. Đi tìm kho báu. Thầy sẽ giải hết tất cả các ô ở trong kho báu này luôn. Hôm trước nít 1 thì thầy chưa giải hết, thầy bận á. Bây giờ thầy sẽ giải hết.
Ước chung lớn nhất của hai số chẵn liên tiếp sẽ là 2. Hai số chẵn thì phải chia hết cho 2 rồi. À, ngoài ra không chia hết cho số nào được nữa đâu. Liên tiếp mà. Hai số tự nhiên liên tiếp thì nguyên tố cùng nhau. Số các giá trị nguyên nằm trong vùng từ âm 5 tới 3 thì ta đếm đi, đếm bằng tay nè. Âm 4, âm 3, âm 2, âm 1, 0, 1, 2. Vậy là có 7 số các em nhé. Rồi các em dùng kỹ thuật tìm bộ chung mà thầy đã dạy trong khóa học V71 V61 của lớp 6 đó, tìm tìm ba bộ chung nhỏ nhất của ba số luôn. Bảy hai phẩy 108 phẩy 200 ngàn tám ngay. Rồi kết quả phép tính này là bằng, bấm máy luôn, 100 trừ 30 là bằng 70 nè, bằng 100. Tổng của số nguyên âm lớn nhất, tổng của số nguyên âm lớn nhất có 3 chỉ số khác nhau. Số nguyên dương bé nhất có 3 chỉ số khác nhau là 100. Đâu? 102 á. Số nguyên dương bé nhất có 3 chỉ số khác nhau là 102. Thì gắn dấu âm vô là thành lớn nhất. Và tương tự, số nguyên âm lớn nhất có 2 chỉ số giống nhau thì các em tìm số nguyên dương bé nhất có 2 chỉ số giống nhau. Số nguyên dương bé nhất có 2 chỉ số giống nhau là 11. Thì gắn dấu âm vô là thành số nguyên âm lớn nhất có 2 chữ số giống nhau, rồi cộng lại thôi. Thấy không? Hai số này cộng lại là bằng âm 113. Thử lại cái đúng không ta? Số nguyên âm mà lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là âm 102, đúng không? Số nguyên âm lớn nhất có 2 chữ số giống nhau là âm 11. Chứ không thể là âm 22 được ha. Âm 113. Tìm số tự nhiên A lớn nhất chia A dư 32. 452 chia A dư 32. Như vậy 452 mà trừ đi 32 á, thì sẽ chia hết cho A thôi. Rồi 321 chia A thì dư 21. Như vậy 321 trừ đi 21 thì sẽ chia hết cho A thôi. 321 chia A dư 21. Như vậy là 452 trừ 32 là thành 420. 321 trừ cho 21 là thành 300. Vậy là 420 chia hết cho A, 300 chia cho A, mà A lớn nhất, vậy là ước chung lớn nhất. Rồi các em tìm ước chung lớn nhất của 402 với lại 300 bằng kỹ thuật V61. 60. Như vậy ta có thể lấy kho báu được rồi ha. Nhưng mà thôi, mình đang rảnh mà, mình đi tìm hết. Vẽ hình đi. Cho đoạn thẳng AB. Cho đoạn thẳng AB mười hai. Trên AB lấy C sao cho AC bằng 3. Lấy D sao cho BD bằng 4. Trời ơi, dễ quá. Đây là C, đây là D ha. AB là bằng 12, AC thì bằng 3, BD bằng 4. Vậy cái đoạn ở giữa làm phép trừ thôi, trời ơi. 12 trừ 3 trừ 4 là bằng 5. Khối 6 một trường
có khoảng chừng đó học sinh. Cái này trong khóa học về 61 mình làm nát be nát bét rồi các em ha. Bây giờ mà làm không được nữa thôi á. Rồi mình làm nát bét rồi, giờ mình làm luôn. Làm lại. Gọi số học sinh là A. Thì A nó sẽ nằm trong vùng từ bao nhiêu? 350 cho tới 400. Xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều dư 8. Vậy A bớt đi 8 thì sẽ chia hết cho 10, 12, 15. Như vậy nó là bội chung của ba số đó. A trừ 8 sẽ thuộc bội chung của 10, 12, 15. Bây giờ các em đi tìm bội chung nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất của 10, 12, 15 là bao nhiêu? 10, 12, 15, 60. Vậy từ đây các em suy ra là A trừ 8 á. A trừ 8 nó sẽ bắt đầu từ 0 nè, 60 nè, 120 nè, 180 nè, 6 lần 38, 6 lần 24 nè, 6 lần 5 30 nè, 6 lần 6 36 nè, 6 lần 7 42 nè. Rồi tiếp tục. Ở trên này các em nhìn lại trên này, 350 nhỏ hơn A, A nhỏ hơn 400. Thì lúc đó là ba cái phe này thì trừ cho 8 hết ha. Đây thì trừ 8. Đây trừ 8 luôn. Đây trừ 8 luôn. Thì nó sẽ ra là cái gì? 350 trừ 8 là 342. Nhỏ hơn bằng A, nhỏ hơn bằng 392. Đó, A nó nằm trong vùng này ha. A nó phải lớn hơn A trừ 8 nhé. A trừ 8 nhé. A trừ 8 là thấp nhất là 342 và cao nhất là 392. Vậy chỉ có số này thôi, 306 thôi, thì nó mới nhỏ hơn 309 và lớn hơn 304. Như vậy là A trừ 8 sẽ bằng 360. Vậy A sẽ bằng 368. Trời ơi, bài toán cơ bản ở trong khóa học V 7 EV 61, V 62 bao nhiêu nhỉ? 368. Còn đầy thời gian. Rồi, cái này các em dùng chức năng. Đây là một bài toán ví dụ ở trong khóa học V 62 luôn. Bài toán ví dụ mẫu luôn các em nha. Đó, giờ các em thấy khóa học V 62 nó mang lại quá nhiều lợi ích cho các em đúng không? Giả như mà các em đăng ký học thì bây giờ là mình qua vòng trường êm đẹp rồi ha. Bây giờ thi xong rồi thì còn nói gì nữa. D có mấy số hạng? D có mấy số hạng? D có 100 trừ 2 chia đôi cộng 1, 50 số hạng. Rồi D sẽ bằng số cuối cộng số đầu, đầu cộng cuối 2 cộng 100 nhân số số hạng chia đôi 2 cộng 100 nhân 50 chia đôi 2550. 2550. Giải cho hết. Tìm số tố nhỏ nhất thì đó chính là số 3. 3 cộng 8 là 11, 3 cộng 10 là 13, đều là số tố hết. Tập hợp các số tố nhỏ hơn 8 là 2, 3, 5. Hỏi dễ quá. Ơ chết, còn số 7 nữa. Ô xin lỗi các em nha, 2, 3, 5, 7 nha. 2, 3, 5, 7. Cái tội lập tập ha. Tổng các số nguyên
nằm ở vùng đó. Thì nó có số nào? Âm 10 nè, âm 9 nè, âm 8 nè, âm 7 nè, âm 6 nè, cứ như vậy cho tới âm 1, 0, 1, vân vân, cho tới 6, tới 7, à, hết rồi. 10, 9, 8, 7, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 7, à, trừ 1 cộng 1 là bằng 0, trừ 6, trừ 2 cộng 2 là bằng 0, trừ 6 cộng 6 bằng 0, trừ 7 cộng 7 là bằng 0. Vậy nguyên cái đám mà thầy bôi đen là nó triệt nhau, chết hết các em ha. Còn lại âm 10, âm 9, âm 8 cộng lại thì bằng âm 27 ha. Rồi dùng kỹ thuật tìm ước chung lớn nhất thầy đã dạy. 90, 225, 360, 45 nghe. Rồi các em đăng ký ngay cái kênh phụ của thầy đi các em ơi. Lỡ chiều tối mai vậy đó nó khóa cái kênh chính thức của thầy là các em không biết đường nào mà tìm được đâu. Hoặc là ghi cái địa chỉ buồnluận.wordpress.com này, vô đó thì có cái đường link này cũng được ha. Vào và đăng ký ngay đi. Đó, thầy mới nhắc khối 7 nó đăng ký hết 12 em rồi kìa. Rồi cái này chúng ta làm bình thường thôi. 42 x 25 là 42 cộng 58 là bằng 100. 100 x 25 là 2.500. Chia cho 25 thì bằng 100. Cái này làm nhẩm cũng được chứ cần máy tính chứ. Số tự nhiên n có dạng n là số nguyên tố thì phải có một, có hai ước là một và chính nó thôi, vậy k phải bằng một chứ k bằng hai nó lòi ra ước hai nữa đâu được, không k bằng ba lòi ra ước ba nữa đâu được. Cái chỗ này nãy thầy thiếu số 7 các em nhé, hồi nãy các em tua video lại sẽ thấy thầy thiếu số 7, cái tội là ham ứng nhanh ha. Rồi tạm biệt các em nào chưa đăng ký các cái gói học thì các em đăng ký đi ha, học phí rất nhẹ nhàng. Chủ yếu là thầy truyền đạt kiến thức thôi chứ học phí đâu có bao nhiêu đâu. Rồi tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở nick số 3 ha. Tạm biệt.